Mỹ hả? Chắc là cậu ấy đã có bạn gái rồi hả chị? Năm kia khi em qua thăm Hoang thì không thấy gì đặc biệt. Chị ơi, có nghe cậu ấy nói gì không? Lẽ ra khi đó em nên ở lại thêm thời gian nữa. Nè, sư Hoang à? Cậu dậy rồi? Cậu sao vậy? Cậu về phải nói với mọi người một tiếng chứ. Cậu về luôn rồi hả? Hay là chỉ một thời gian? Có đi nữa không? Chú có biết tin cậu về không hả? Đứng yên đây nha. Chú ơi chú. Chú ơi chú. Ê ê ê, nè nè, yên lặng xíu đi. Thầy đang làm việc mà trời. Hoang về rồi đó chú. Hoan hả? Cậu nói gì? Ai về hả? Cậu ấy nhìn rất trưởng thành luôn. Cậu ấy nhìn đẹp trai lắm luôn đó chú. Chú ra nhanh lên đi. Nhanh lên. Chị vẫn còn sống ở đây sao? Em về cũng phải báo trước chứ. Dù là nhà mình đi nữa nhưng cũng mấy năm rồi mà. Mọi người trong nhà cũng cần phải chuẩn bị tinh thần chứ. Nè Hoang, cậu về phải báo trước chứ trời. Bye ba. Mừng con trở về con trai. Phong độ lắm luôn đó chú. Chị Dê Chi mỗi khi cảm thấy buồn chán đều dọn dẹp phòng cho cậu, còn đốt nến thơm nữa. Phòng của chị chỉ còn không làm như vậy mà. Mọi người trong nhà nói không cần mà chị ấy vẫn làm. Cậu ra đi, mình cần phải thay đồ. À, cậu muốn ăn món gì không? Nếu ở đây không có, mình sẽ về nhà lấy qua cho cậu. Vô lịch múi giờ cho nên mình không muốn ăn. Mình đi ngủ đi. Cậu nghĩ chị Dê Chi sẽ để yên cho cậu ngủ sao? Nhanh dọn dẹp hành lý rồi xuống đi. Ê, nè, nè, nè. Nè, chú nói nấu súp gà kìa. Ơi, tụi mình bao biến đi cho rồi. Vì bộ ba chúng ta lâu lắm rồi mới tụ họp mà, ít nhất phải làm ly rượu. Tâm sự của ba đứa mình để sau rồi nói đi. Để người thân trong nhà cậu ấy nói chuyện trước với nhau cái đã. Ăn xong rồi mới về được không? Mình biết rồi. Nè, tới quán gà rán ở ngã tư đi. Mình sẽ mời cậu đi. Vậy hả? Mình thích ăn gà rán hơn gà luộc. Con đã gọi điện cho mẹ con chưa? Trước khi ngủ con sẽ gọi á. Mẹ muốn con đến công ty làm việc đó. Con đoạt giải tái cấu trúc đô thị cho nên về với tư cách là nhà thiết kế. Với lại con là kiến trúc sư cho nên không biết về điều hành công ty đâu ạ. Trong công ty có bộ phận thiết kế mà. Là bộ phận giám sát kiểm tra lại thiết kế của căn hộ đã được mua. Em ấy vừa mới về. Cứ từ từ đi ba. Từ giờ em sẽ chăm sóc cho ba. Cho nên chị hãy ra ngoài sống riêng đi. Đây là nhà của chị mà. Ngôi nhà này không còn anh của em nữa.
Ăn cơm thôi nào con. Người vắng nhà nhiều năm vừa mới về, không nên vừa ngồi vào bàn ăn đã nói mấy chuyện như vậy bà đâu Hoan à. Mẹ sao? Tha cho chị đi, sống trong gia đình chồng không có bóng dáng người chồng rồi còn phải chăm sóc cho ba chồng nữa. Hoan à, chúng ta không thể sống chung một nhà như vậy được. Con về rồi thì con sẽ sống ở đây, còn những người khác thì phải rời đi. Con xin lỗi, con xin phép vào trong trước. Con về để làm vậy sao? Bây giờ chị không làm cái gì hết, có phải không? Em lấy tư cách gì mà vừa về đã làm loạn? Vậy thì chị nói coi em phải làm sao đây? Tiếp tục sống hòa thuận cùng với ba và chị trong căn nhà này sao? Làm như vậy là được chứ gì? Rốt cuộc là chị đang chờ đợi gì ở đây vậy hả? Chị vẫn nghĩ em là học sinh cấp 3 sao? Em đã là người lớn rồi, dù có một mình thì em vẫn có thể sống được vì em là người trưởng thành. Sao em lại thay đổi như vậy? Em có phải là Sơ Hoan hay không? Là tại vì chị không hiểu em mà thôi. Tại sao em lại xúc phạm chị như vậy? Chị hãy lôi hết thể những thứ chất chứa trong lòng của chị bấy lâu, lôi ra và ném bỏ hết đi chị à. Là chị tự chọn. Vậy thì chị hãy nhớ, em sẽ làm tất cả mọi cách để mà chị phải rời khỏi ngôi nhà này. Em nhất định phải làm vậy với chị sao? Thà rằng em bên đó đừng về còn hơn. Không có em chị vẫn sống được, vẫn chịu được. Em hãy mau đi đi. Rốt cuộc em về đây để làm gì? Bởi vì em nhớ chị. Em không thể nào chịu đựng thêm được nữa chị à. Em điên sao? Chị biết rồi, mà chị biết hết cả mà. Vậy cho nên chị mới chạy trốn. Chị quên rồi sao? 3 năm trước. Một lần thì có thể là lầm lỗi, nhưng mà cứ tiếp tục thì sẽ là tội lỗi đó. Em vốn dĩ đang sống trong địa ngục rồi chị à. Em không thể quay lại được hay sao? Hoan của ngày xưa. Hoan mà chị nói 3 năm trước đã bị vứt bỏ rồi. Khi em vượt quá ranh giới thì người từ bỏ là em. Em mới là người khiến quan hệ giữa chúng ta khó xử. Chỉ có một lần thôi. Chỉ một lần. Chị có thể coi như là em mắc lỗi. Chị có thể bỏ qua cho em được mà. Chị có thể làm được mà. Sao chị lại lấy cái đó làm cái cớ cắt đứt với em? Thậm chí là em điện thoại chị cũng không thèm nghe một lần. Chị biết là em đã khổ sở thế nào hay không? Chị có biết là em đã hối hận đến thế nào hay không? Em tưởng chị không đau khổ sao? Chị có đau khổ bằng em không? Khi chị quyết tâm kết hôn với anh trai em, chị đã thực sự hy vọng chúng ta sẽ trở thành một gia đình. Có ba và có em, cuộc đời chị sẽ có thêm sức mạnh. Chị đã nghĩ như vậy.